hồn giết người phải tan nát. Hà Tước Nghi, ta muốn tro tàn của ngươi rải khắp Hoa Sơn, vĩnh viễn không siêu thoát, vĩnh viễn không siêu thoát. Là mùi gì? Hà Tước Nghi, ngươi rất độc ác, ngươi đã tự hạ độc trên thân mình. Được, được lắm, đáng lý ta cũng muốn được chết chung với ngươi. Như vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thanh Thanh, chạy mau. Tuyết Nghi, hãy đợi em. Minh chủ, hãy coi sơn động có cái gì kìa. Mọi người hãy lên qua sơn gặp mặt sư phụ. Ta vào sơn động. Ê Minh chủ, cho đệ đi với. Đi. Minh chủ, Minh chủ. Thanh đệ, Thanh đệ. Thanh Thanh cô nương. Thanh đệ, Thanh đệ. 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 Thế nào hả? Minh chủ, Hà Hồng Dược chết rồi. Chủ này có độc, hãy đi mau. Vậy con bà, đi mau. Được. Kim Xà Lãng Quân đã tự hạ độc vào hài cốt của mình, đâu có ai đoán ra được. Cái gì? Tự hạ độc ở trong hài cốt của mình? Ông chết đã nhiều năm, đã biến thành xương khô, tại sao lại hạ độc trên xương cốt của mình? Đợi ngày nào lão nhân gia đã quy tiên rồi thì có thể hạ độc vào bộ xương cốt của mình. Sư phụ, bây giờ là lúc nào còn nói chơi, con xuông miệng hỏi thôi mà. Quên biết rồi, nếu có người nào đánh hài cốt của ổng thì khói độc từ trong hài cốt sẽ lấy mạng của người đó. Nếu nói như vậy, người này cũng lợi hại thật, chết đã nhiều năm vẫn có thể đối phó với người sống muốn hại ổng. Nếu như ổng còn sống vậy thì càng lợi hại ha. Cũng may thì chỉ Kaka đã phát hiện được sớm. Thanh Thanh cô nương, Thanh đệ. Nhưng đã cho cô uống giải độc linh đơn của đạo trưởng. Chất độc mà Kim Sa Lan Quân dùng hạ độc là độc môn bí phương của Ngũ Độc Giáo. Nếu muốn có thuốc giải, Tứ Hải. Dạ. Hãy lập tức đi đón Hà cô nương đến ngay Qua Sơn để cứu người. Dạ, để lập tức đi liền. Tứ Hải, chịu khó. Thừa chi, huynh, huynh hầm mới nơi cũ, huynh là người phụ bạc, huynh không phải là hảo hán. Thanh đệ, huynh bắt đầu từ nay trong lòng của huynh chỉ có một mình muội. Sư đệ. Sư đệ. Như sư huynh, như sư tẩu, tiểu đệ sẽ ra mắt. Nè, miễn lễ. Sư đệ sao vậy? Đệ
Chuyện là gì? Thanh Thanh cô nương bị trúng độc. Tiểu sư thúc vì chuyện này mà đau lòng. Nè, vậy đâu có được. Đừng ra. Phục Linh thú ô hoàng còn có 7-8 viên, để mùi đem tới cho Thanh muội. Mau lên. Dạ. Đa tạ sư huynh. Người là ai? Tới qua sân để làm gì? Xin hỏi danh tánh của tỷ tỷ. Người là tà giáo yêu nhân gì? Có biết nơi này là chỗ nào hay không? Cô nương, nơi này không phải là chỗ để cô đến. Xin cô hãy mau rời khỏi nơi đây. Ta nghĩ chắc hai vị là đệ tử của Hoa Sơn. Chúng ta đều là người nhà. Ai là người nhà với yêu nữ ngươi? Xin hỏi lãnh tông sư là ai? Sư phụ của ta họ Diên, tên là Diên Thừa Chí, hình như là môn hạ của phái Hoa Sơn. Không biết là thật hay là mạo nhận. Rất có thể tiểu bằng hữu, sư phụ của ta là giả mạo cũng không chừng. Như vậy thì dễ thôi, cứ mời Diên sư thúc tới đây được rồi. Bây giờ họ sắc bận, không có thời gian. Sư phụ đâu? Sư phụ, sư mẫu, sư bá, sư thúc, Trang đại nhân, bây giờ họ đang kiếm cách để cứu chị cô nương đó. Chị cô nương này, hai chúng tôi thì còn dễ nói chuyện, nhưng mà khi quý vị nương đến đây thì không có dễ thương lượng. Bà ta thù ghét kẻ ác, thấy yêu nhân nhất định không tha. Cô tốt hơn hãy mau đi đi. Hai người không phải là tiểu bằng hữu của sư phụ, tại sao bắt ta hạ sơn? Bên kia kìa. Cứu ta. Hồng nữ tử, người thế nào? Hạ cô nương, cứu ta. Chuyện gì? Mau lên, bên kia kìa. Đứng lại. Các người là ai? Dám tới đây gây rối? Phụng dưới triều đại Thuận Hoàng đế, lệnh của Quyền tướng quân, đến để bắt thê tử có phản nghịch Lý Nha. Người dám cản? Lý Nham tướng quân là nghĩa huynh của sư phụ ta, là một đại anh hùng hào kiệt, thiên hạ có ai mà không biết. Ta khuyên các vị đừng có nên làm khó vị nương tử này. Đừng nói nhiều, bắt ngươi. Ngươi hãy coi chừng đi. Xin hỏi pháp hiệu của đạo trưởng có phải là bằng hữu của bổn sư tổ? Các ngươi là người của Hoa Sơn? Đúng vậy. Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo? Mộc lão đầu thu nhận không ít nữ đồ đệ ha. Thế là diễm phúc. Trước mắt còn có hai đại mỹ nhân, ta phải nhìn cho kỹ. Người là ai? Ta là ai? Theo đạo gia ta, trở về nói cho cô biết. Thơm thiệt. Tình vô loại này, người muốn chết. Quả nhiên là mùi thơm trinh nữ. Lão dâm tặc, buông cô ra. Hãy
Lão Mộc tự xưng là quyền kiếm thiên hạ vô song, nhưng đệ tử của hắn dạy ra không nên thân chút nào. Nếu sư tổ của các người hỏi tới, thì nói Ngọc Chân Tử từng tới bái phỏng, thấy hắn dạy đồ đệ không được khéo, đã đem hai nữ đồ đệ về dạy dỗ. Hả? 3 năm sau dạy chán rồi, ta sẽ trả lại ngay. Cô cũng đi với ta ha. Vị đạo trưởng này, võ công của ngươi thiệt là lợi hại. Xin hỏi đạo hiệu của ngươi là gì? Bần đạo Ngọc Chân Tử. Vị cô nương này cô tên gì? Cô nói võ công của ta giỏi thì hãy theo ta, ta dạy thêm võ công cho cô. Lời ngươi đã nói, không được gạt người ta. Lời của hai chúng ta nói thì cũng phải làm theo. Bần đạo sao lại gạt cô? Đi ha. Khoan đã, không cần gấp, đợi sư phụ của ta tới rồi hắn nói sau. Đợi sư phụ của cô? Dù võ công của cô học tới bằng như sư phụ thì có lợi ích gì? Vô dụng như vậy thôi. Hay là bỏ mặc hắn đi. Sư phụ của ta rất có bản lãnh, nếu để ông ta biết được là ta đi theo đạo trưởng thì ông sẽ không bỏ qua.